Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 49 cho số nguyên dương n. Tìm chữ số đầu tiên của cái số n đó. Ví dụ ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn dễ hình dung. Ở đây mình cho n bằng 123 thì cái chữ số số đầu tiên của nó chính là bằng 1 đúng không ạ? Đây chính là cái số 1 này. Số đầu tiên này. Rồi, thì mình sẽ giải bài tập này như sau. Đầu tiên thì ở cái cốt này thì mình cũng cần phải khai báo những cái thư viện nhỏ nó. Ở bài tập này cũng khá đơn giản nên cũng không cần phải khai báo những cái thư viện như math hay là gì gì đó. Thì các bạn chỉ cần sử dụng cái thư viện là stdio.h và conio.h đây. Rồi tiếp tục đến hàm main. Ở trong hàm main này thì mình sẽ cần phải khai báo cái biến là n và t và y với cái kiểu dữ liệu là integer. Sau đó sẽ sử dụng cái câu lệnh do while. Ở câu lệnh do while này thì mình sẽ dùng để nhập cái giá trị n vào. Đấy. Mình sẽ in ra màn hình. Đầu tiên thì mình sẽ nó sẽ làm là thao tác, thực hiện thao tác là in ra màn hình cái câu lệnh nhập n và sau đó sẽ scanf để nhận cái giá trị từ bàn phím để xuất ra màn hình, đúng không ạ? Và trong đó sau đó thì nó sẽ kiểm tra cái điều kiện, nếu như mà cái n này nó bé không và nó sẽ in ra cái dòng là lỗi, đúng không ạ? Và nó sẽ in là n này nó phải lớn hơn hoặc bằng không. Đấy. Thì đó là cái ý nghĩa của cái câu lệnh do while này. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục sử dụng một cái câu lệnh do while. Đấy. Ở trong cái do này, đúng không? Tức là cái câu lệnh do này thì nó sẽ thực hiện, trước tiên thì nó sẽ thực hiện y sẽ bằng n phần trăm 10, tức là gì? Y chính là cái kết quả của phép chia lấy dư lấy cái số n này, tức là cái số tự nhiên ban đầu này và chia cho 10. Đấy, tức là họ ở cái dòng này nó đang làm cái thao tác để trích xuất cái phần tử cuối cùng đấy. Đây ví dụ ở đây 123 thì nó sẽ cái câu lệnh đó thì nó sẽ có tác dụng là nó sẽ lấy cái số 3 này, xuất ra cái số 3 này. Đó. Rồi tiếp theo thì nó sẽ kiểm tra cái điều kiện while này, trong khi mà cái n này, n gạch xuất đấy, bằng 10, tức là n bằng n chia 10. Đấy. Về ý nghĩa của câu lệnh n bằng n chia 10 này tức là gì? Tức là sau khi mà đã lấy cái số 3 này rồi, đúng không ạ? Rồi thì nó sẽ tiếp tục chia phép chia linh nguyên. Đấy, để tiếp tục trích xuất đến cái phần tử này, phần tử số 2 này, đúng không ạ? Khi n này nó thực hiện phép chia nguyên thì nó tức là nó sẽ lấy cái phần nguyên, cái phần trước trong phẩy đấy, ví dụ 2,3. Đấy, kết quả phép chia là 2,3. Đây mình chỉ ví dụ thôi. Thì nó sẽ lấy cái số 2. Đó, trước dấu phẩy. Đấy, thì đó là cái mục đích của cái câu lệnh lệnh n bằng n chia 10 này. Rồi. Sau đó thì nó sẽ in ra màn hình cái câu lệnh là câu chữ là chữ số đầu tiên là phần trăm d và y. Đấy, cái y này chính là cái địa chỉ của cái phần trăm d này, và phần trăm d là cái kiểu định dài của cái kiểu integer đó. Và sau đó sẽ sử dụng cái câu lệnh get này để dừng cái màn hình lại và return không. Thì mình sẽ chạy cái chương trình này cho các bạn xem. Ví dụ ở đây mình sẽ nhập là 123 đó, thì nó như ta có thể dễ dàng biết thì nó sẽ in ra cái kết quả là 1 đúng không ạ? Đấy, vì số 1 là cái số đầu tiên đúng không ạ? Đấy, thì như các bạn đã thấy thì nó đã in ra kết quả là 1 đúng không ạ? Rồi. Trên đây là cái bài tập để tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.